Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần học trước các em đã được học về phần A Closer Loop 2 với ngữ pháp liên quan đến thì hiện tại hoàn thành Present Perfect. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài học Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Trong bài học ngày hôm nay các em sẽ được nói về các thành phố nổi tiếng, một vài thành phố nổi tiếng và trải nghiệm của em ở những thành phố đó nếu có đi du lịch. Bên cạnh đó các em cũng sẽ được học cách để viết một tấm postcard, là một tấm bưu thiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số từ vựng mới trong bài ngày hôm nay nhé. Từ vựng đầu tiên mà các em sẽ gặp trong bài ngày hôm nay là một động từ. Động từ mang nghĩa là thiết kế, ta có từ design. 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 Với letter S ở đây các em sẽ đọc là âm Z. Design. Và danh từ của nó sẽ là bản thiết kế. Tiếp đến ta có một danh từ. Danh từ này mang nghĩa là cột mốc, landmark. Cột mốc, ví dụ như ở đằng xa là một cái tòa nhà cao và các em sẽ đứng đằng xa lấy cái tòa nhà đó làm cột mốc thì chúng ta sẽ gọi cột mốc là landmark. 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 Tiếp đến ta có biểu tượng, hình tượng, biểu tượng sẽ được gọi là symbol. 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 Biểu tượng, hình tượng. Ta có sinh vật, động vật, nói chung hoặc là có thật hoặc là tưởng tượng ra thì đều được gọi là creature. Creature, creature, sinh vật có thật hoặc sinh vật tưởng tượng. Và cuối cùng ta có di sản thế giới UNESCO sẽ được gọi là UNESCO World Heritage. UNESCO World Heritage. UNESCO World Heritage, di sản thế giới UNESCO. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để xem thử đối với phần Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh bài học ngày hôm nay, các em sẽ được học về nội dung gì nhé. Chúng ta cùng đến với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần Communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. 1. Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them? Ở hoạt động đầu tiên này thì các em sẽ nối các từ được cho trong khung với các cột mốc, các địa điểm ở bên dưới. Và trả lời cho câu hỏi, những cái địa điểm này nó thuộc về thành phố nào? Và em biết gì về những địa điểm này, những thành phố đó? Ví dụ như ở hình ảnh đầu tiên ta thấy đây là tượng, ở một cái đặc trưng tượng ở Úc, ở Singapore. Và với cái bức tượng này nó có tên là Merlin, đầu sư tử mình cá. Vì vậy chúng ta sẽ kéo vào đây, vị trí này là Merlin và nó thuộc quốc gia Singapore. Ở hình ảnh thứ hai các em thấy đây là Big Ben, đồng hồ Big Ben. Vì vậy chúng ta sẽ kéo vào đây, Big Ben của nước Anh, London. Tương tự như vậy các em sẽ điền vào các vị trí trống còn lại với các tên gọi về địa điểm ở một quốc gia. Và sau đó các em sẽ nói xem thử những địa điểm đó nó thuộc quốc gia nào nhé. Tiếp theo chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Read about the landmarks. Can you guess which landmark from one they are? Với hoạt động số 2 này, các em sẽ đọc về những địa danh nổi tiếng, sau đó em có thể đoán được địa danh nổi tiếng đó nào ở trong phần hoạt động 1 mà chúng ta đã gặp hay không. Ví dụ như ở địa điểm đầu tiên ta có It is the most famous tower in England. The name is often used to describe the tower. The clock and the bell in the tower. Đây là một cái tòa tháp nổi tiếng nhất ở Anh. Tên thường được dùng để miêu tả tòa tháp, cái tên của nó thường được dùng để miêu tả tòa tháp, cái chuông, cái đồng hồ và cái chuông ở trong tháp. The bell is the largest bell ever made in England. Cái chuông này là cái chuông lớn nhất ở nước Anh, được làm ở nước Anh. Vậy thì các em cũng đã đoán ra được đó chính là đồng hồ Big Ben. Ta sẽ điền vào đây vị trí này là Big Ben. Tương tự như vậy các em sẽ đọc những cái mẫu đoạn văn mô tả còn lại và xem thử những đoạn văn này mô tả về cái địa danh nổi tiếng nào. Sau đó các em sẽ kéo các tên của địa danh vào vị trí trống bên dưới nhé. Sau khi hoàn thành xong nhớ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3. Write T for true or F for false. Đối với hoạt động số 3 các em sẽ viết true or false, đúng hay sai, cho các nhận định bên dưới. Ta có nhận định đầu tiên, Big Ben là cái tháp lớn nhất ở nước Anh. Tuy nhiên như bài đọc lúc nãy các em thấy,
Big Bang là cái chuông trong tòa tháp Big Bang mới là cái chuông lớn nhất được tạo ra ở nước Anh, chứ không phải Big Bang là cái tòa tháp lớn nhất ở nước Anh. Vì vậy chúng ta sẽ đánh vào nhận định này là false, là sai. Hay như câu số 2, The Sydney Opera House was designed by a famous Australian architect. Nhà hát opera ở Sydney này đã được thiết kế bởi một cái kiến trúc sư người Úc nổi tiếng. Vậy thì đây có phải là một nhận định đúng hay không nhỉ? Theo trong bài đọc thì các em cũng đã thấy đó là một nhận định sai đúng không nào? Nhà hát này đã được tạo ra bởi một người Đan Mạch. It was designed by a Danish. Vì vậy các em sẽ đánh vào đây là false, nhận định sai. Tương tự như vậy, các em sẽ hoàn thành những câu còn lại, những nhận định còn lại với phần đánh vào true or false, đúng hay là sai. Và sau khi đã hoàn thành xong hoạt động số 3, các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 4, activity 4. 4. Think of a city, a country or a landmark. Give clues. Your classmates guess. Với hoạt động số 4 này, các em sẽ nghĩ về một thành phố, một quốc gia hoặc một danh thắng, một địa danh nổi tiếng. Các em sẽ đưa ra một số gợi ý và các bạn cùng lớp của em sẽ đoán. Ví dụ như, it's a city, it's very hot and crowded. Đây là một thành phố mà nó rất là nóng và đông đúc. Is it Tokyo? Bạn kia sẽ đoán là đó có phải là Tokyo hay không? No, it's not. It's in South America. The people there love football. Không, nó không phải là Tokyo. Nó nằm ở phía Nam Mỹ, người ở đây rất là thích bóng đá. Tương tự như đoạn hội thoại này, các em cũng sẽ đưa ra những gợi ý cho người bạn của mình về thành phố hoặc là đất nước hoặc là địa danh nổi tiếng mà em đang nghĩ đến. Và người bạn của em sẽ đoán về cái địa danh đó, về thành phố đó. Đối với phần bài làm này, các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo cho câu trả lời của mình nhé. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo, phần học mới nhé. Ok, goodbye, see you.